Nhưng mà này bạn bè nó giờ thiệt. Kệ bà nó đi. Thì Nó đậu vô tào lao đó. bây giờ tiếp nguyên cái không được thì anh tiếp nửa cái. Giờ giờ muốn tiếp anh sao? Đang nói chuyện, giờ em nói chuyện đàng hoàng nữa không? Nói chuyện đàng hoàng với em có động tay không chứ? Em có đánh em gì không? Đánh em gì mà em làm gì đánh anh hoài vậy? Hello các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình mới đọc một một comment của một bạn là kêu mình là kiểu như thằng bạn nó vô sinh đó mọi người. Thằng bạn nó vô sinh, nó nhờ mình là ngủ với vợ nó để mà nó có con, tại vì nó ham con quá đó, mọi người. Đấy. Thì mình thấy cái màn cho này cũng rất là hay nha. Đấy, thì sẵn tiện mình mới ở nhà cha vợ mình về. Đấy, nhà cha vợ mình cũng sát bên đây rồi mọi người, chứ không có xa. Đấy, mình mới ở đẳng về nên sẵn tiện mình đọc được cái comment đó thì mình sẽ thực hiện luôn nha mọi người. Cho nó nóng mọi người. Thấy màn cho này quá là hay luôn. Thật sự màn cho này rất là hay nha. Nếu mà bạn nào có màn cho nào hay nữa thì hãy bình luận bên dưới để mình tham khảo qua nha mọi người. Đấy, bình luận nào nhiều like nhất mình sẽ thực hiện theo cái màn cho đó nha mọi người. Nếu mà có thể được thì mình sẽ thực hiện nha. Còn nếu mà nó khó quá thì bỏ qua nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô nhà và thực hiện cái màn cho này thôi mọi người ơi. Ok, vô. Mới về nhà mà cũng say lắm rồi. Thôi cái chuyện đó tao nói không được đâu. Cái chuyện đó tao phải bàn bạc lại với vợ tao mới được. Giấu hả? Sao giấu được? Để vợ chồng tao đi giấu vợ tao. Trời ơi, cái chuyện này quan trọng lắm. Phải mấy đâu mà tao mày kêu tao giấu vợ tao sao giấu được? Giấu gì vợ ơi, giấu gì vợ? Bây giờ vợ tao đang này nè, để tao hỏi ý kiến vợ tao rồi có gì tao điện lên cho mày hay. Rồi vậy đi, anh em mình không à, tao mày chơi thân đó giờ mà. Gì vợ giống gì vợ? Có, nếu mà không được thì tao trốn vợ tao đi làm. Ê, giống tôi gì vợ? Rồi vậy thôi nha. Ê, nói nghe coi. Đi đâu vậy? Mới nhậu nhằn bạn về. Bạn người ta có dịch cách ly rồi mà cấm tụ tập rồi mà còn nhậu nhà bạc nữa. Có hai thằng à, đâu có, tại đi qua nhà nó có một chuyện. Chuyện gì bên đó? Anh có một chuyện gì, nhậu chuyện gì? Tiền cái máy ấy tao mượn xong rồi đi máy xịt thuốc qua cho nó mượn rồi xong rồi ngồi lên ga chứ có gì đâu. Gần tới chỉ lúa bọn rồi. Đã người ta nói cấm tụ tập. Có hai thằng à, người ta cấm ba thằng nữa mà. Với lại nó ở trong khu mình không có dịch mà. Hay quá à, sao anh biết được? Nhưng mà nó hồi nãy á. Bả rủ anh đi làm gì vậy? Bữa đi làm gì mà nói em vậy? Thì anh cũng tính nói với em nè. Nói đi. Nói chung là không biết nên buồn hay vui á. Thì anh thì anh thấy vui vui rồi đó, nhưng mà thằng bạn thì nó buồn. Nhưng mà đang dịch rồi có làm đi làm gì được mà vui hả? Sao làm được? Buồn á là hai chồng nó mới đi khám gì thì hai chồng á cưới mấy năm trời rồi không bị có con. Bị F0 hả? Không má, cũng đây có đi khám? Ở đây làm gì có F0. Nếu không người ta đưa đi mất tiêu ở đâu coi, còn đây nhậu buồn đang đi khám thì giờ đi khám. Hai chồng nó mới đi khám xét nghiệm thì xét nghiệm dương tính hả? Xét nghiệm bị vô sinh. Ai vô sinh? Thằng chồng nó bị vô sinh. Trời ơi, buồn nhở? Bạn anh á. Trời ơi, đau lòng chưa? Là tỷ lệ nó có 1% nè. Trời ơi, đi khám rồi thì em thì nó cứ lâu rồi. Bạn đó học chung anh Thang lắm, lâu ngày biết mà. Biết lâu rồi, nó cưới biết lâu rồi chưa có con. Để cưới trước mình rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ sao? Đi con tin hả? Nó xin con nuôi. Thì nó kêu anh gì nè, nó tính với anh gì nè. Ừ, muốn tiền cái gì? Nó cũng giống vậy đó. Ờ. Ý là nói đó giờ hai thằng chơi chung là bạn thân đấy rồi kiểu như nó nói là kiểu nó sinh con của anh là nhận thân làm con nuôi hả?
cũng được mà, thế đâu không, nó kêu nó nói nhưng mà nó cũng không có nói vợ nữa. Bữa nay hai kiểu như hai thằng say rồi, không biết nó đang say nó nói hay là nó nói thiệt. Là muốn móc đẻ nữa cho nó hả? Không thì nhận cho nhận làm nuôi thôi chứ ai gánh cho luôn mà. Là hai chồng nó bàn là sinh con là của mình. Đã nói là mình đẻ thì cho nó nhận làm cha mẹ nuôi chứ sao mà cho luôn được, nghĩ sao cho luôn, ai đâu cho luôn. Được. Tào lao. Cho là cho kiểu kia kìa. Kiểu kia là cái sao? Là kiểu như ấy ấy. Là cái gì? Là giống như là nhờ vợ nó đẻ thuộc đẻ kiểu như để thai vậy đó. Để mướn gì nó giống như người ta đi đẻ mướn gì đó. Chưa hiểu lắm. Là giờ vợ chồng nó đi kiếm đẻ mướn hả? Kiếm người đẻ mướn hả? Là ví dụ như là giờ nó đã không có con rồi. Ừ. Đúng không? Nó nhờ mình, nó nhờ anh đẻ mướn. Nó nhờ anh đẻ mướn rồi sao nó? Là nó tóm gọn như là nhảy đọc mướn đó. Là cái vợ nó hả? Không. Thiệt. Thôi sáng nào. Thôi đi. Không có tao là thủy cho luôn. Nghĩ sao qua nhà nó luôn. Ngày mới đi lấy bình xịt thuốc vậy cho em không có cho mượn nữa. Không đi. Cái đó là nó hỏi anh hả? Nghĩ sao chị tao la cũng nghĩ được nữa. Cái đó là nó hỏi anh hả? Hỏi mà hỏi, đừng có khùng quá đi. Ủa thì mình cho nó chứ có gì đâu. Nó lên cơn nó chém chết bạn. Mà nó chưa chém là em chém lên trước rồi đó. Đã nó đồng ý rồi. Nhưng mà anh lại là anh hỏi em. Ủa vui vui là nãy giờ nói chuyện đó chị vui vui đó hả? Chuyện đó chị vui đó hả? Thì anh cũng thấy vui mà. Anh thấy anh vui đó nghe, đừng có khùng quá nghe. Nhậu vô thế này, nhậu vô cái tàu hoa đi đâu, chừng muốn rửa nhậu nha. Anh thấy vui mà. Cái gì? Em nói không bố, anh muốn nhậu nữa, ngày mời đi, bảo lấy cái bình xịt về cho em. Không cho mượn nữa. Nhưng mà gì nè. Bố em cấm anh nhậu nó luôn. Nhưng mà có làm sao đâu. Trời ơi. Cũng như để hộ thôi. Ủa nói câu có sao nghe. Là... Thì cũng như mà mình nhờ người ta để hộ. Thật ra em dở thì sao em không cho anh chơi nó luôn. Thì hỏi ý kiến em thôi, làm gì ghê vậy? Ủa anh nói vui là em thấy ngứa mắt kìa, ướt áo rồi đó. Nhưng mà anh thấy vui thiệt. Vui không? Vui. Cái chuyện đó anh thấy vui quá vậy? Tự nhiên có hai chồng nó nuôi con nhà mình mà có gì đâu. Anh thấy vui mà. Vui không? Cũng như mình đẻ ra mình không cần nuôi, người ta nuôi giùm á. Mày thấy vui không? Vui. Hay là vui chuyện kia? Chuyện gì ta? Chuyện gì ta? Thì bạn bè không có gì đâu. Cho nó hết gì nó có gì đâu. Vinh xịt đem quả cho chó tự nút vô. A đù. Nút gì má? Không, cái này mình phải là mình phải kiểu như trực tiếp á thì nó mới có hiệu quả cao. Để cho vợ chồng nó có tiền đi, cũng tin bận gì đi, cô đi xin cô nuôi gì đó. Không, mày bạn bè anh không giúp được, anh cũng kỳ lắm. Ủa kệ bạn nó đi. Nhưng mà nhậu vô tụi tao hả? Nhưng mà anh kỳ trong lòng. Rồi sáng anh tỉnh lên có ai kỳ? Sáng anh tỉnh ngủ lên đi có ai kỳ? Anh coi anh có kỳ hay nó kỳ? Anh kỳ. Anh giúp là anh kỳ. Anh nghĩ sao? Mở lời ra vậy mà thấy không kỳ hả? Ủa anh nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà cái đó mà vui vậy? Anh thấy tôi vui chỗ nào, vui chỗ nào? Nói anh nghe coi vui chỗ nào hả? Thì bạn bè giúp được chỗ nào mình giúp thôi. Giúp bạn bè mình giúp được gì thì mình giúp. Ủa rồi ví dụ như giờ hai đứa bạn của em đi, rồi con nhỏ bạn của em á nó bị vô sinh nó đẻ không được, rồi thằng chồng nó với em á kiểu đẻ giùm người, anh thấy ok không? Đâu, nhầm khi nó đẻ với chồng nó không được, nó đẻ với anh được. Em nói ví dụ như nhỏ đó nó bị vô sinh, có thằng đó xài được rồi em với thằng đó đẻ con giùm nhỏ đó được không? Anh thấy ok không? Nó giùm đấy không? Cái đó rồi anh đâu có cần đâu. Còn thì nó cần thì nó cần thì nó mượn em thì em giúp nó, anh thấy ok không, thấy ổn không? Nhưng mà nó vô sinh rồi, nó đâu mượn em được, nó mượn anh. Em đã nói con nhỏ đó, nó vô sinh. Nhưng mà nó cái thằng vô đó mượn. Rồi, nó hay mượn anh. Em đang nói cái chuyện khác nè, em đang nói cái ví dụ khác nha. Còn ví dụ làm sao? Thì ví dụ như cái thằng đó nó còn sinh được. Nhưng mà bây giờ thằng này nó sinh nó mượn. Trời ơi, tức cái mình gì đâu á. Ủa? Đã
bạn thân lâu năm rồi. Không có thân mà không đi chơi á. Chung nó giờ. Em nghĩ cho anh chơi nó luôn. Ngày mai đi mua bển lấy cái bình xịt về cho em không cho nó mượn, anh không cho nó chơi nó nữa. Mười mốt anh mà nhậu nó tính tại với em á. Thì đã bạn thân rồi. Không có thân thiết gì cho bây giờ. Vợ nó liên hệ về không cho anh chơi nữa. Vợ nó cũng như vợ anh thôi. À đù. Vợ anh thì là vợ anh. Chưởng nói gì vợ anh? Chưởng nói gì vậy? Chưởng nói gì vợ anh nè. Vậy đó. Đâu, 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 đây. Đâu thì vợ nói như vợ anh hả? Ở đâu mà nói ngang câu một xếp vậy? Không, ý là nói tào lao bữa nào nó chém chính bà gác chịu nha. Đã nó nhờ anh vậy rồi, không lẽ anh không giúp. Rồi nó mở miệng ra nó nói câu á, vợ anh như vợ nó, anh chịu không? Không, vợ nó như vợ anh mà. Rồi nó nói anh, nó nói vợ anh như vợ nó, anh chịu không? Không, vợ nó là vợ nó, còn vợ anh là vợ anh. Ừ. Vợ nó là cũng như vợ anh, mà vợ anh là vợ anh. Con như anh chứ quê thầy. Nhưng mà này giờ lão rồi, kiểu như mình tính nha. Kiểu như mình cho đại đi. Bạn bè nó xin không phải không cho, nó nhờ giả mình không rồi đó giờ. Thầy anh xịt cho đi cho nó tự chét vô. Không, xịt trực tiếp nó mới qua, nó mới hiệu quả. Ừ. Cho anh đi đó. Rồi. Xong mình cuốn gói qua nhà nó ở luôn. Ở ừ. Như kiểu ông táo bà táo vậy. Ừ, cũng được đó. Ừ, ok. Ở nhà bị đánh quá trời chiều cũng nói lại đâu. Ừ, đi bển đi, đi bển hỏi đi. Cuốn gói bển hỏi đi. À, gì đó, anh nói gì đó, em sao, chịu không? Thầy anh đi đi. Nhưng mà em có chịu không? Giờ không. Quan trọng. Ờ, à, anh thôi nói vậy đi. Ừ, không. Có gì anh đi làm lén được. Vậy em nói không đó. Giờ anh đi, anh cuốn gói bển đi đi. Mới mốt mà con nhỏ nó có bầu theo giờ anh không làm, không có làm. Mốt mà có bầu em đỡ lừa anh, đó là tích mẹ cho anh. Không. Ơi mắc dạy mày. Ơi mắc dạy nha. Tức được không? Ủa liên quan gì giờ, giờ anh không làm cũng có tội luôn đó hả? Ờ thì anh nãy anh nói là thằng đó nó bị vô sinh. Bây giờ nó chỉ kêu anh thôi, mốt nhỏ nó có bầu thì anh chứ ai? À đù. Nhầm khi nó chơi thắng với anh, nó còn chơi thắng với thằng khác rồi. Thôi thôi đi, em không biết. Nó kêu anh thì anh làm chứ không có thằng nào. Anh còn nói anh lén làm. Rồi rồi, rồi bây giờ anh nghĩ ra rồi. Bây giờ á, là giờ tiếp nguyên cái không được thì anh tiếp nửa cái. Nói nửa cái, anh nửa cái rồi. Vậy đi. Đi lên đi. Nó đã yếu rồi thì anh tiếp cho nó nửa cái đầu thôi, nửa cái xong nó tiếp lên tự sao thì ừ. Đã vậy rồi chịu không chịu thôi chứ không làm gì có chắc không chịu là thôi không bạn bè thì anh nghĩ sao cứ lúc nào anh nhậu vô là anh tào lao nhậu vô tào lao anh nhậu vô cũng có chuyện gì để tào lao để nói chứ tào lao là sao là xàm xí gì đâu không á nhưng mà cái này bạn bè nó nhờ thiệt kể bạn nó đi thì bây giờ nó nhậu vô tào lao đó bây giờ tiếp nguyên cái không được thì anh tiếp nửa cái giờ muốn tiếp anh sao đáng nói chuyện giờ anh nói chuyện đàng hoàng nữa không nói chuyện đàng hoàng với em có động tay không chứ em có đánh em gì không đánh em gì mà em làm gì đánh em hoài vậy nãy giờ đánh em nhiều đó là giờ anh đánh em cái em hoài đánh em là mốt hả ông thở đi đâu luôn nè. Đừng có đi nhậu nữa, em không cho anh đi nhậu, anh ở trong nhà luôn đi. Ủa đi nhậu thì cũng cho anh ở nhà ấy, anh bị trầm cảm rồi sao? Tại anh. Rồi giờ tiếp nửa cái được không? Thôi tiếp một phát thôi, ở một phút thôi cũng được. Hết anh nói lượng cái nữa. Đấy. Bây giờ anh nói đi, anh nói một cái đi, bây giờ anh tiếp bao nhiêu? Đấy. Anh có tiếp nó không? Bây giờ anh nói đi anh tiếp nó không? Hả? Nghĩ không? Không có nhắc tới chuyện này nữa nha. Không có nhây nữa nha. Ê bà nội giờ mày nói chuyện cái gì vậy? Còn bây giờ sao hả? Không có nhắc nữa nghe không? Anh mà nhắc cái ê. Gì? Ê ê gì? Rồi sao? Hả? Ý kiến gì? Thái độ gì? Nói chuyện mà cũng chỉ à. Rồi đi giờ đi ngủ đi chưa? Nhậu đi, người đi về thì người ta đi thẳng với phòng người ta ngủ đi. Hút tào lao ghét người quen cái đặt. Ủa cái đó là anh bạn vậy với em mà. Còn nói cái đó là công chuyện đó không? Rồi thôi. Thì cũng chịu thôi, anh như trắng. Mới mốt nó có bầu đi rồi biết. Ơi. Không có lơi bọng gì hết trơn. Có bầu đi rồi biết với em.
đi qua anh giờ anh đâu? Đi đâu? Thì đi đây anh đi tiểu rồi vô. Lúc nào cũng vậy hết trơn á, mệt gì đâu luôn. Không cứ nào đi ngủ về mà đi ngủ thì cũng nắng. Cho tao hẹn nha. Cho tao cái hẹn. Đi không giờ đi không? Nè. Đây. Bây giờ dẫn xe đi nè. Thôi nghỉ đi rồi. Cho tao hẹn nha. Cho tao hẹn. Ok mọi người. Nói chung là mình không có say. Thì cũng có uống với trà vài lon rồi mọi người. Đấy không có say. Nhưng mà màn cho này nói chung là cũng hay á. Nhưng mà không biết là mình diễn có hay không thì tùy theo mọi người xem nha. Đấy. Thì nếu mọi người có màn cho nào hay hay nữa thì cứ bình luận bên dưới nha mọi người. Đấy. Ok thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để mình có động lực ra những video sắp tới nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau. Bye bye.